Tinh chế trong suốt 20 giờ ở nhiệt độ thấp từ những nguyên liệu tươi sạch vùng núi Vichy Hàn Quốc. Nước thần BOM Just One Address mới với hai sản phẩm chiết xuất 92,5% từ cây diếp cá và cây gãi đắng, giải pháp dưỡng da hoàn toàn thuần chay. Sản phẩm đa dạng cách sử dụng. Cách thứ nhất, thấm ướt một miếng bông với dung dịch nước thần Just One và nhẹ nhàng lau trên da theo chiều từ trong ra ngoài. Sản phẩm sẽ dưỡng ẩm và làm mịn làn da xinh. Cách thứ hai, chiết sản phẩm ra bình nhỏ dạng xịt. Bạn có thể hòa chung với các loại chiết xuất khác và sử dụng sản phẩm như xịt khoáng. Khi đó, sản phẩm làm dịu da, cho da cảm giác thanh mát, thoải mái. Thứ ba, ngâm bột tẩy trang trong dung dịch nước thần Just One, sau đó đắp mặt nạ này lên trán, má, cằm hoặc vùng da cần chăm sóc đặc biệt trong vòng 5 đến 10 phút, làm da giảm sưng đỏ, đồng thời hạn chế sự hình thành mụn. Cuối cùng, nếu bạn vẫn còn e ngại về nồng độ sản phẩm, bạn có thể pha loãng chiết xuất nước thần Just One với các sản phẩm khác như toner, lotion, kem dưỡng. Việc này sẽ hỗ trợ làn da được dưỡng ẩm sâu hơn, các vấn đề về da được cải thiện rõ rệt, làn da mịn màng, căng bóng. Chiết xuất diếp cá và ngải đắng, dưỡng da thuần chay cho làn da thuần tự nhiên. BOM, Beauty of Majesty.